Xin chào mọi người nhé. Mình bây giờ sẽ đọc truyện Bến Cũ, tiểu thuyết do nhà xuất bản Văn Học, chương 1. Chiếc Cessna Caravan, loại máy bay nhỏ, một động cơ bay chồm lên chồm xuống đất rất dễ sợ trên vùng đầm lầy phía tây bang Miami. Máy bay đang ở độ cao vừa tầm, nhưng gió lùa vào máy bay qua cửa chập mở rộng làm cho cô thiếu nữ hoảng sợ, tay níu chặt vào dây đai an toàn đến nỗi cô chỉ thấy khoảng trời mênh mông ở dưới họ. Trên người đàn ông đến phía sau cô thúc giục cô nhảy xuống. Nếu dù không mở thì sao? Cô gái hỏi và quay lại nhìn chàng trai với ánh mắt hoảng sợ. Cô có mái tóc vàng, dáng người cao, khuôn mặt thanh tú và thân hình tuyệt mỹ. Cặp mắt cô mở to vì lo sợ. Tin tôi đi, Belinda, dù sẽ mở, Lake William đáp, vẻ tin tưởng hiện rõ trên mặt chàng. Nhảy dù là một trong những thú vui của chàng từ bấy lâu nay, và việc nhảy dù với người khác, cùng họ chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này là niềm vui bất tận của chàng. Belinda bằng lòng nhảy dù với chàng vào tuần trước khi dự tiệc rượu tại câu lạc bộ riêng ở Showbiz. Ngày hôm sau, Lake chi trả 8 giờ học nhảy cho nàng và trả các huấn luyện viên tiền công lương hướng dẫn là. Hello mọi người nhé. Bây giờ Belinda đã sẵn sàng nhảy dù với chàng. Đây mới chỉ là một cuộc hẹn hò thứ ba của họ thôi, nhưng trong lần hội ngộ vừa rồi, chàng đã miêu tả cảnh nhảy dù nghe rất đùi tai đến nỗi nàng đã bằng lòng nhảy cùng với chàng. Nàng không nghĩ mình sẽ có những giây phút lo sợ như bây giờ, lòng phân vân tự hỏi không biết tại sao nàng đang bằng lòng chấp nhận lời mời của chàng. Lần đầu tiên nàng nhảy có hai huấn luyện viên giúp đỡ, nàng sợ đến chết nhưng cảm thấy rất thú vị. Bây giờ khi nhảy cùng với Lake, nàng đã có kinh nghiệm và chàng thì đã nhảy nhiều lần. Chàng rất có duyên, đẹp trai và vui tính, mặc dù nàng không biết gì về chàng, nàng sẵn sàng làm theo lời chàng, ngay cả việc phải nhảy ra ngoài máy bay. Nhưng bây giờ nàng đã thấy sợ và chàng đưa tay đỡ mặt nàng để quay lại hôn. Có chàng nhảy theo, nàng cảm thấy bớt sợ và còn sung sướng nữa. Rồi nàng bước ra khỏi máy bay. Chỉ sau một chớp mắt, Lake đã nhảy theo nàng. Khi họ rơi tự do trong không khí, nàng nhắm mắt, miệng hét hét vang. Nhưng chỉ một lúc sau, nàng mở mắt ra và nhìn thấy chàng. Chàng ra dấu bảo nàng kéo dây dù như các huấn luyện viên đã dạy, rồi hai người cùng từ từ đáp xuống đất. Chàng cười với nàng và đưa ngón tay làm dấu vui vẻ. Hãnh diện, nàng không tin vào việc nàng nhảy dù.